Đây là bộ phim về tội phạm vô cùng hách não vì kẻ phạm tội là một bé gái 10 tuổi tên Julenka. 3 tuổi cô bé đã tinh thông cầm kỳ thi họa, 5 tuổi đã thành thạo tứ thư ngũ kinh. Julenka sinh ra trong hoàn cảnh mồ côi cha, mẹ của Julenka vô cùng xinh đẹp quyến rũ mà còn ấm áp. Julenka rất yêu thương mẹ, đồng thời cô bé cũng vô cùng mong muốn có một người cha. Ngày nọ có một họa sĩ tên Zakha tới thị trấn nhỏ này. Julenka mời ông ta tới chơi nhà và muốn ông Zakha trở thành cha của mình nhưng đã bị ông khéo léo từ chối. Julenka nghĩ bụng nếu đã không có được chi bằng hãy giết ông ta luôn. Cô bé ép bạn học Sonia trộm thuốc ngủ rồi bỏ thuốc vào bình nước để ông Zakha uống. Sau khi hôn mê bất tỉnh nhân sự, Julenka liền đẩy ông rơi xuống hồ. Ngày hôm sau, thi thể người đàn ông này bị phát hiện đang nổi gần bờ hồ. Cô bạn Sonia biết mình là đồng phạm nên rơi vào trạng thái tự trách móc hổ thẹn bản thân vô cùng. Cuối cùng Sonia vì quá sụp đổ đã đứng từ tầng cao nhảy một phát xuống. Nhưng Julenka lại không hề có chút lo sợ gì. Cô bé lạnh lùng lên kế hoạch cho mọi thứ. Ánh mắt toát ra sự kỳ lạ và bí ẩn. Hôm đó có một giáo viên tên Andrei dẫn theo vợ Leroy và con gái Nastya tới thị trấn này. Cô con gái Nastya được xếp vào lớp học do anh chủ nhiệm. Tại buổi lễ chào mừng, Andrei ôm lấy bó hoa mà Julenka tặng, còn đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào người mẹ quyến rũ của Julenka. Cô bé ngay lập tức nhìn được ra tâm tình của Andrei. Trong đầu cô lại nảy ra một kế hoạch gian xảo. Julenka hẹn Nastya cùng đi công viên chơi với mấy con sóc, cố ý tạo cơ hội cho hai người đơn thân được gần bên nhau. Mẹ Julenka âu yếm lắng nghe tiếng lòng cô đơn của thầy Andrei, nhìn cặp bưởi to đẹp bên cạnh, bà nhầm nhìn người phụ nữ đẹp vô cùng đa tình mà thầy Andrei thấy rạo rực trong lòng. Andrei còn ân cần choàng áo khoác lên người mẹ Julenka. Julenka đứng từ xa đang âm thầm dõi theo. Lập tức vợ của Andrei gọi điện tới thúc giục khiến mẹ Julenka luyến tiếc không nỡ bỏ chiếc áo khoác xuống trả cho thầy. Julenka nhìn người mẹ cô đơn một mình cùng hình bóng hai bố con họ rời đi. Trong mắt cô bé chất chứa sự thất vọng, ghen tị và căm hờn. Chú sóc vừa nãy còn chạy nhảy leo trèo đã trở nên thoi thóp. Ngày hôm sau, thầy Andrei bước vào lớp học và thấy rằng Julenka không có ở trên lớp. Vì vậy, Andrei quyết định tới nhà cô bé tiện lời tìm hiểu một chút hoàn cảnh. Mẹ Julenka nhiệt tình tiếp đón thầy. Rất hiển nhiên người phụ nữ này đã nảy ra suy nghĩ không nên có. Mỗi phút giây đều tỏ ra sức hút của mình. Mẹ Julenka dẫn thầy thăm phòng của cô bé. Thầy Andrei cầm một quyển sách, khi quay người thì đụng trúng mẹ cô. Chẳng may làm đồ bể cá, lập tức bầu không khí trở nên nóng bỏng mơ hồ. Hai người ôm lấy nhau và nướng củ khoai trong cái lò hư hỏng chảy nước từ phòng sách tới tận phòng ngủ. Anh tuyệt lắm. Anna cô biết đó. Biết, tôi chỉ là thú vui phải không? Khi thầy Andrei rời nhà Julenka, mẹ của cô bé vẫn đứng nừng nưng dõi theo. Còn tất cả chuyện này đã được cô bé 10 tuổi nhìn thấy tận mắt. Sau đó ông thầy nướng nhờ củ khoai bị Julenka trói trên cây và dùng băng dính trắng quấn lấy từng vòng quanh mồm. Cô bé lên kế hoạch hành hạ thầy dã man. Sự việc bắt đầu từ một tháng trước. Thầy Andrei dẫn theo vợ Leroy và con gái Nastya tới thị trấn rồi nhận chức tại trường học nơi này. Sau đó còn sắp xếp cho con gái Nastya theo học lớp của mình. Nhưng thầy Andrei lúc nào cũng cảm thấy các nữ sinh của lớp luôn có hành vi rất kỳ dị. Không chỉ âm thầm giám sát thầy mà còn liên tiếp xuất hiện việc lạ. Ngay cả sự việc học sinh Sonia nhảy lầu tự tử cũng thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ. Thầy Andrei tìm tới cô trưởng khoa muốn hỏi thăm thêm về hoàn cảnh của cô bé Sonia. Còn chưa kịp mở miệng, cô trưởng khoa đã nghiêm mặt tự đắc khuyên thầy đừng tìm hiểu chuyện bao đồng ngoài lề, chỉ cần hoàn thành tốt việc dạy học là được rồi. Biểu cảm của thầy như vừa uống phải 10 lạng thuốc hoàng liên, ông cục cức trong người thầy trở về nhà. Vừa vào nhà liền nghe thấy tiếng thở gấp gáp của vợ, bệnh hen suyễn lại tái phát. Cô vợ Leroy khóc lóc kể chuyện Julenka rủ Nastya đi xem phim đến giờ vẫn chưa về. Thầy Andrei vừa chạy đi tìm mẹ của Julenka thì cô ấy đã đưa hai đứa trẻ trở về nhà. Thầy Andrei chăm chú nhìn thân hình gợi cảm cùng đường cong uốn lượn của người mẹ mà con chim già bỗng chốc cứng lên hót. Quả nhiên đàn ông đều là loại rất có trực giác. Sáng sớm hôm sau, thầy Andrei tới thăm một bệnh viện tâm thần muốn tìm mẹ của cô bé Sonia để hỏi chuyện. Viện trưởng nói người phụ nữ bên cạnh chính là bà ta. Kể từ khi Sonia qua đời, bà ta bắt đầu thần kinh không ổn định. Trong tay lúc nào cũng ôm một con búp bê. Do sự cố con gái nhảy lầu tự tử tại trường học nên người mẹ luôn căm hận ngôi trường đó. Khi nghe người đàn ông bên cạnh xưng thầy giáo, mẹ Sonia hai tay run rẩy nhưng trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Trong tâm trí lúc này là cảnh tượng con gái được khiêng lên cáng cứu thương. Bà tuyệt vọng đau khổ ra sức vùng vẫy không ai ngăn nổi nên bác sĩ phải mau chóng đưa mẹ Sonia trở về phòng bệnh. Thầy Andrei mặt đơ đứng nhìn cảnh tượng đó trong lòng cảm xúc hỗn loạn. Từ hôm đó đêm nào thầy cũng gặp ác mộng. Ông mơ thấy ở hành lang trường gặp được Sonia đã qua đời. Cô bé đưa ông đi tới nhà xác rồi nhìn thấy thi thể của bản thân. Thầy Andrei tỏ ra đau khổ cố gắng vùng vẫy để mau chóng tỉnh khỏi giấc mơ. Người vợ nằm cạnh nhẹ nhàng gọi chồng tỉnh dậy, nhìn chồng mình mồ hôi ướt át bèn hỏi nhỏ, có phải áp lực công việc nặng nề không, có cần chuyển đi tới nơi khác không? Thầy Andrei đứng dậy trở nên gay gắt trách móc vợ không thấu hiểu mình, không thấm được nỗi vất vả của mình.
mới gặp phải một chút khó khăn mà đã nghĩ trốn chạy. Tức giận, Andrei quay người bỏ đi. Ngày hôm sau, thấy Andrei buồn sầu hút thuốc bên bồn rửa tay. Lúc này cô bé Zulenka lòng dạ đen tối đột nhiên đứng ở cửa. Andrei hỏi cô bé có chuyện gì không. Zulenka rơi nước mắt, kể từ nhỏ em đã mất bố, thầy có thể làm bố em không? Trong lòng thầy vô cùng căng thẳng, quả quyết từ chối. Cô bé không vội vã bình tĩnh nói. Em biết vì sao mỗi ngày thầy đều mơ thấy cô bạn đã tự tử Sonia, và cũng biết được thầy cùng mẹ em đã làm chuyện gì trong phòng ngủ. Thầy không làm bố em ư? Thầy hãy đợi đấy, cô bé Sonia đã nhảy lầu tự tử đó. Từ từ ngồi xuống cạnh giường Andrei, lập tức cô bé dẫn Andrei bước vào nhà xác vén tấm vải ra. Cái xác nằm đó lại chính là thầy Andrei. Cả ngày hôm sau, ông thầy phải đến phòng khám bệnh lấy thuốc an thần từ bác sĩ, tiện lời hỏi bệnh án của Zulenka. Bác sĩ nói rằng Zulenka có trí thông minh cao, là thiên tài mà thượng đế ban cho. Nhưng thầy Andrei lại cảm thấy sâu trong cô bé này chắc chắn che giấu bí mật không muốn ai biết. Ngày đó ngôi trường tổ chức cuộc thi cưỡi ngựa. Trên trường thi, con ngựa của cô bé Nastya đột nhiên mất kiểm soát khiến Nastya ngã xuống từ lưng ngựa. Zulenka đứng nhìn từ xa lộ ra nụ cười rất đắc ý. Thầy Andrei cảm nhận được chuyện này nhất định liên quan tới Zulenka. Vì thế mà trên lớp học, thầy Andrei nổi trận lôi đình chất vấn Zulenka rằng rốt cuộc chuyện này là sao. Zulenka đứng dậy nở nụ cười đen tối. Vậy em sẽ nói cho thầy. Trên hành lang, Zulenka lạnh lùng hỏi thầy. Thầy đã ngủ với mẹ em đúng không? Đó là chuyện giữa thầy với mẹ em. Ít khi có chuyện như vậy, trừ khi thầy phải làm bố của em. Không được, thực ra thầy chỉ muốn vui đùa chút. Vui đùa sao? Vậy thì xin là xin vĩnh biệt thầy nhé. Đêm đến, đột nhiên phòng ngủ bùng lên ngọn lửa to dọa cho cả nhà thầy Andrei phải vội vàng thoát thân, suýt nữa thì chết cháy trong biển lửa. Chỉ trong một đêm, căn nhà của thầy Andrei bị cháy đến không còn hình dạng gì nữa. Ngày hôm sau, Andrei bơ phơ tới trường. Zulenka quỷ quyệt âm thầm nhìn thầy, kế hoạch trả thù thật sự chỉ mới bắt đầu. Zulenka hẹn thầy giáo tới nhà kho cũ nát của trường rồi dùng khổ nhục kế ép thầy Andrei là bố mình. Thầy Andrei một tay bỏ Zulenka ra, nhất quyết từ chối. Ai ngờ cô bé quay người cố tình cởi quần lót của mình ra rồi la hét om sòm. Và thế là ông thầy Andrei ngáo ngơ đã bị bắt giải đến đồn công an. Zulenka giả vờ giả vịt tường thuật quá trình bị hấp diêm cho cảnh sát. Kỹ năng diễn phải nói thật không chê vào đâu được. Thầy Andrei không chỉ mất việc mà khi đi về nhà còn phát hiện vợ và con gái đã không từ biệt mà bỏ đi. Trong nhà chỗ nào cũng treo đầy ảnh xúc than cho vào lò của mình với mẹ Zulenka. Một phút sướng con chim đã khiến tất cả hoàn toàn sụp đổ. Bật máy tính lên chuẩn bị viết bức di thư cuối cùng cho vợ con thì đột nhiên mất điện. Trong lúc Andrei đứng dậy kiểm tra xung quanh, đột nhiên một tiếng loảng xoảng vang lên và Andrei ngất đi. Lúc tỉnh lại đã thấy bản thân bị trói trên khúc gỗ, ngay cả cái alo của ông cũng không thoát khỏi việc bị quấn băng dính. Mẹ của Sonia, cô bé đã chết, cầm lấy dụng cụ phẫu thuật và dùng từng ống tiêm một chích vào toàn bộ xương cột sống của Andrei, khiến ông thầy thích nướng khoai chết thảm. Cuối cùng mẹ Sonia trở về nhà. Zulenka mang đến một khẩu súng và khuyên bà sớm đi đoàn tụ với con gái dưới suối vàng. Mẹ Sonia ôm lấy bức ảnh của con gái nổ súng tự vẫn. Cho tới lúc cảnh sát điều tra thì bà đã chết mà không có bằng chứng. Như vậy thì Zulenka hoàn hảo thoát khỏi mọi hoài nghi. Cô gái tử thần vẫn là cô bé nhỏ mới 10 tuổi trong mắt mọi người. Phía cuối bộ phim xuất hiện một nhà pháp y hòa nhã dễ gần. Zulenka nhìn chằm chằm rồi cười với ông ta. Có lẽ cô bé lại tìm kiếm một người bố mới. Bộ phim Cô bé sát nhân tới đây là hết rồi. Nếu thấy phim hay, các bạn hãy bình luận xuống phía dưới nhé. Xin chào và tạm biệt.